Xin hân hạnh giới thiệu Thẩm mỹ viện Queen Beauty, một thương hiệu uy tín, đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp. Là nơi mà mọi phụ nữ đều muốn tìm đến để có được một làn da căng mịn, chống lại tình trạng da bị chảy xệ, bị nám và nhiều vết nhăn vì yếu tố thời gian. Ngoài ra, Queen Beauty cũng có thể giúp quý chị em phụ nữ có được cơ bụng săn chắc nhờ vào hệ thống trang thiết bị tối tân và hiện đại. Queen Beauty, địa chỉ làm đẹp đáng tin cậy và luôn đem lại kết quả như mong muốn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Queen Beauty qua số 0468-777-659. Địa chỉ 99A Torrens Street, Kelly Heights, New South Wales 2166. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thượng hạng, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. Lily và Kim Hoàng, rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả của đài Việt TV Australia, hay quý vị cũng có thể gọi nhà một cái tên tắt cho nó nhanh hơn, đó là đài VTA. Trong cái chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 10 2024. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước hết là trong cái phần tin này thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về mối quan hệ Việt Nam và Pháp. Khi mà ngày hôm qua mùng 7 tháng 10 đã đạt một cái dấu mốc quan trọng, đó là sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao thì Việt Nam và Pháp cũng đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ song phương cũng được thực hiện là nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Như vậy, Pháp là nước thứ 8 trên thế giới có tầm quan hệ như vậy với Việt Nam. Trước đó, Việt Nam thì cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và cả Úc Châu. Ngoài ra, với quyết định này, Pháp cũng trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ chiến lược toàn diện với Việt Nam. Và do Pháp là một thành viên trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nên như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam cũng đã có quan hệ ở mức cao nhất với 4 trong số 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đến thăm Pháp từ hôm mùng 3 đến hôm mùng 7 tháng 10, kết hợp là dự Hội nghị Quốc tế Pháp ngữ lần thứ 19 theo lời mời của Tổng thống Macron. Và Tổng thống Macron và ông Tô Lâm cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao. Trong đó thì Tổng thống Pháp cũng nói rằng là trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay thì Pháp và Việt Nam cùng theo đuổi kim chỉ nam chung là tôn trọng luật pháp quốc tế, cho dù đó là cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khủng hoảng Trung Đông hay là tranh chấp trên Biển Đông. Còn về phần mình thì ông Tô Lâm cũng nói rằng là Việt Nam quan ngại về tình hình Ukraine, Trung Đông cũng như Biển Đông, và nói rằng Hà Nội sẵn sàng làm việc cùng với Pháp để tìm các cái giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột này ở cấp độ khu vực cũng như ở mức quốc tế. Và kính thưa quý vị, trước khi mà Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như là Tổng thống Pháp tuyên bố nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào ngày hôm qua 7 tháng 10, thì một ngày trước đó là ngày 6 tháng 10 cũng đã diễn ra những cái buổi ký kết vô cùng quan trọng giữa nhiều tập đoàn của Pháp cũng như là những cái tập đoàn của Việt Nam. Mà theo lời của Tổng thống Macron thì trong lúc Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng, thì kể từ thời điểm này, sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cơ quan phát triển của Pháp sẽ phối hợp với tập đoàn điện lực của Việt Nam để hiện đại hóa mạng lưới điện cho Việt Nam. Và vì vậy mà nhiều cái lễ ký kết quan trọng đã diễn ra. Thứ nhất là hợp tác giữa Bộ Giáo dục của hai nước. Thứ hai là những cái hợp đồng về bảo dưỡng động cơ máy bay được ký kết giữa công ty, giữa hãng hàng không Vietjet Airlines cùng với các tập đoàn CFM và tập đoàn Safran của nước Pháp. Và quan trọng nhất đó là những cái buổi lễ ký kết về cái hiệp định MOU hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.
vào buổi lễ này, hoặc là những cái văn kiện này đã được ký kết bởi Bộ trưởng Giao thông Việt Nam là ông Nguyễn Văn Thắng cùng với Giám đốc Cơ quan Phát triển AFD của nước Pháp là ông Folipolian. Những cái nội dung quan trọng trong cái thỏa thuận MOU này bao gồm những cái cải thiện hạ tầng cơ sở về đường sắt, về đường hàng hải và đường thủy nội địa tại Việt Nam. Đặc biệt là thì phía Pháp cũng cho biết họ sẽ giúp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm hạ khí thải carbon cho tất cả các hệ thống giao thông vận tải tại Việt Nam kể từ nay cho đến năm 2030. Và nước Pháp cho biết họ cũng sẵn sàng huy động nguồn lực để tài trợ cho việc đầu tư cũng như sửa chữa và cải tạo cầu Long Biên ở Hà Nội, bởi vì đây là một trong những cái biểu tượng mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa hai quốc gia trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Và Bộ trưởng Việt Nam là ông Nguyễn Văn Thắng cũng đã cảm ơn cơ quan chính phủ Pháp là AFD đã cung cấp vốn vay cho các dự án phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam, mà một trong những cái dự án đó là dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn của ga Hà Nội sẽ sớm đưa vào vận hành chính thức vào cuối năm nay 2024, sau khi phía Việt Nam nhận được những cái sự tài trợ từ chính phủ Pháp. Hay nói một cách khác, chuyến đi lần này của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm đến Pháp có thể được coi là một cái chuyến đi khá thành công và cũng thêm một điểm nhấn sau khi ông nhậm chức cho đến nay. Vâng, còn về vấn đề kinh tế thì thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa mới công bố dữ liệu về tăng trưởng kinh tế trong quý 3 vừa rồi, tức là từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, thì cho thấy kinh tế Việt Nam đã đạt một con số khá ấn tượng là đạt mức tăng 7.4%, đưa mức tăng trưởng của cả nước trong 9 tháng đầu năm nay lên mức là 6.82%. Và đây là mức tăng trưởng của 9 tháng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái khi mà chỉ đạt mức tăng có 4.4%, nhưng mà vẫn chưa bằng 9 tháng của đầu năm của 2022 khi mà đạt mức tăng trưởng 9%. Con số tăng trưởng này được đưa ra cũng là mới tính được một phần cái thiệt hại do cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão tàn phá nặng nề gây thiệt hại tới hàng tỷ đô la cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam vừa qua. Nên dự kiến là kinh tế quý sau, tức là quý tư, có thể là không được cao như vậy và cũng có thể ảnh hưởng tới mức tăng trưởng cả năm. Trước đó thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư là ông Nguyễn Chí Dũng cũng đã ước tính là do hậu quả của bão lũ mà kinh tế tăng trưởng của Việt Nam trong quý 3 hay 9 tháng đầu năm và cả năm nay ước tính đều giảm lần lượt là 0.35% hay 0.12% và 0.15% so với ước tính trước khi có cái cơn bão Yagi. Còn trên thực tế thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản trong 3 tháng vừa qua chỉ tăng có 2.58%. Đó cũng là phản ánh một phần do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Trong khi đó thì khu vực công nghiệp và xây dựng lại tăng tới 9.11%, còn khu vực dịch vụ cũng tăng tới 7.51%. Nhìn chung thì công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp tới 96% vào tốc độ tăng trưởng 7.4% trong quý vừa rồi của kinh tế Việt Nam. Và nói về kết quả này thì ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng nói rằng là nếu mà không gặp cơn bão Yagi tràn vào 16 tỉnh thành của miền Bắc Việt Nam thì kinh tế của Việt Nam còn tăng có thể mức cao hơn cái con số 7.4%. Do đó ông Phương cũng rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong cả năm nay. Và do vậy ông sẽ kiến nghị chính phủ là nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cho cả năm nay là 7%. Tuy nhiên mức tăng trưởng này là cao hơn rất nhiều so với báo cáo về tình hình kinh tế quý 3 được công bố hồi tháng trước của ngân hàng UOB, thì dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam trong quý 3 chỉ là 5.7% và cả năm chỉ đạt là 5.9%. Và kính thưa quý vị, cũng bởi do tình hình mưa bão liên tục tại Việt Nam mà nhiều đoạn đường, đặc biệt là những đoạn đường cao tốc có thu phí ở Việt Nam đã xuống cấp một cách rất là trầm trọng. Mà trong khoảng thời gian vừa qua, cụ thể kể từ năm 2022 cho đến tháng 10 của năm ngoái 2023 đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông trên các đoạn đường cao tốc ở Hà Nội và Thái Nguyên. Đây là một cái số lượng hoặc là cái tỷ lệ tai nạn giao thông khá cao trên những cái đoạn đường như thế này. Và trước bối cảnh này thì ngày hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp, gọi tắt là VCCI, đây là một tổ chức phi chính phủ và cũng là phi lợi nhuận ở tầm vóc quốc gia, đại diện cho nhiều cộng đồng doanh nghiệp
cũng như là đại diện cho rất nhiều doanh nhân ở Việt Nam đã lên tiếng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải là phải tạm dừng cái việc thu phí những cái đoạn đường đang bị xuống cấp, đặc biệt là những cái đoạn đường cao tốc. Theo nhận xét của VCCI thì chính phủ cần phải đưa một cái bản dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải về những cái quy định trong vấn đề tạm dừng thu phí, là bởi vì cho đến thời điểm này rất nhiều doanh nghiệp đang bày tỏ cái sự lo ngại của họ về tình trạng cũng như là chất lượng đường xá xuống cấp bị ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông xe cộ, đặc biệt là những cái xe tải hàng hóa vận chuyển xuyên tỉnh hoặc là từ tỉnh này sang tỉnh khác đã trở nên chậm trễ hơn rất nhiều bởi với tình trạng xuống cấp của cái hệ thống đường xá tại Việt Nam. Và VCCI cho rằng thật không công bằng khi mà những cái chiếc xe tải chở hàng hoặc là những chiếc xe tư nhân di chuyển qua những con đường bị hư hỏng mà vẫn phải trả tiền, trong khi phía Bộ Giao thông Vận tải nhận được tiền rất nhiều mỗi một ngày nhưng lại không có một cái hành động gì để mà cải thiện cái tình trạng đường xá hư hỏng như hiện nay. Vì vậy, biện pháp công bằng nhất là nếu không có những cái biện pháp sửa chữa kịp thời thì tốt nhất là đừng có thu tiền. Như vậy thì người dân cảm thấy là không có bất bình và cảm thấy nó công bằng hơn. Mặc dù là họ vẫn bị gián đoạn về vấn đề di chuyển nhưng họ không tức tối. Còn lần này đã trả tiền để mà được di chuyển nhanh hơn nhưng thực ra nó không cải thiện được cái thời gian di chuyển, ngược lại là phải di chuyển chậm chạp hơn. Với cái sự xuống cấp và ổ voi ổ gà nó vẫn xuất hiện trên cao tốc. Tức là đáng nhẽ là cái tiền thu phí đó là phải đầu tư lại để mà nâng cấp và đường để cho đi cho nó tốt. Có nghĩa là cách rất công bằng, nếu không sửa sang thì ngừng thu tiền nữa. Tại Mỹ thì thưa quý vị và các bạn, cử tri Mỹ đã bắt đầu đếm ngược khi mà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Và trong những cái tuần cuối cùng nước rút này thì cuộc đua càng trở nên quyết liệt hơn. Cả hai ứng cử viên là bà Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều đang tất bật đi vận động ở các bang chiến địa và rõ ràng là không ngần ngại để công kích thẳng thắn lẫn nhau để mà thu hút lá phiếu cử tri về phía mình. Ngoài ra, việc hai ứng cử viên vẫn tiếp tục bám đuổi khá sát nhau trong các cuộc thăm dò dư luận là báo hiệu một cái cuộc bầu cử là khá nghẹt thở năm nay. Cựu Tổng thống Donald Trump thì hôm qua đã tới vận động ở tiểu bang Wisconsin, kêu gọi những người ủng hộ ông ra bỏ phiếu. Trong khi đó thì bà Kamala Harris tập trung vào tuần này là tuần phủ sóng truyền thông khi bà liên tiếp lên truyền hình để kêu gọi tập trung vào vấn đề quyền sinh sản cho người Mỹ. Tại tiểu bang Wisconsin thì ông Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Joe Biden và Harris là sử dụng sai cái quỹ cứu trợ trong cái cơn bão Helene vừa rồi dành cho người di cư. Và cựu Tổng thống Donald Trump thì cũng từng thua tại tiểu bang chiến trường Wisconsin này vào năm 2020. Và đây là chuyến đi thứ tư của ông tới bang chiến địa này chỉ trong vòng hơn một tuần qua, cho thấy là ông đang tăng cường cho những cái tuần nước rút tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ của cử tri ở tiểu bang này. Còn bà Kamala Harris thì tuần trước cũng đã tới vận động tại tiểu bang này. Còn vào ngày 5 tháng 10 thì bà đã tới tiểu bang Bắc Carolina gặp gỡ các nhân viên cứu trợ và người dân trong cái đợt bão lũ Helene vừa rồi. Trong khi đó thì đối thủ đảng Cộng hòa cũng có màn xuất hiện khá ấn tượng sau lớp kính chống đạn tại tiểu bang Pennsylvania, nơi mà ông đã bị ám sát hụt vào tháng 7 vừa rồi. Và đánh giá về lợi thế của các ứng cử viên tới thời điểm này thì một chuyên gia của Viện Brookings cũng cho biết là một trong những vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử này là dường như có lợi cho đảng Cộng hòa, đó là chính sách nhập cư, bởi vì là mọi người dân hiện nay đang rất lo lắng về vấn đề biên giới, cho rằng là có quá nhiều người nhập cư bất hợp pháp, không có giấy tờ vượt vào nước Mỹ để sử dụng những cái lợi ích của nước Mỹ. Cư dân thì không thích điều này và đây là một điểm cộng lớn cho ứng cử viên là cựu Tổng thống Donald Trump. Tận dụng lợi thế này thì ngày hôm qua ông Trump cũng có một cái phát biểu rất là mạnh mẽ mà theo tính cách của ông, khi mà ông nói rằng là người di cư quá nhiều đang làm loãng gen gốc Mỹ. Còn về phía đảng Dân Chủ thì chuyên gia này cho rằng vấn đề phá thai và quyền sinh sản nói chung là một lợi thế lớn. Phần lớn người Mỹ cũng đứng về bà Harris là chủ yếu ủng hộ cái chính sách này.
Vì vậy mà nước Mỹ hiện nay đang trong một cái tình huống mà quyền nhập cư và quyền sinh sản đang là vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri, nhưng lại quyết định cuộc bầu cử theo những cách khác nhau, bởi vì có thể có rất nhiều cử tri muốn được thực hiện cả hai chính sách này, nhưng mà họ lại chỉ được bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà thôi, tức là buộc phải lựa chọn giữa ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hay là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Hay nói một cách khác, họ phải lựa chọn giữa vấn đề họ coi trọng vấn đề di dân hơn hay họ coi trọng cái vấn đề quyền được sinh sản và phá thai hơn, đúng không? Tuy nhiên cái phát biểu của ông, của cựu Tổng thống Donald Trump và Lily vừa mới nhắc đó đã gây, phải làm dậy sóng. Các cơ quan truyền thông đã liên tục khai thác cái điểm này, bởi vì những cái tính cách của ông Trump vẫn không hề thay đổi, là muốn nói gì thì nói, khi ông cho rằng nhập cư càng nhiều thì sẽ làm cho những người trẻ sinh đẻ tại Mỹ nó biến đổi trend, thì có nghĩa là trong tương lai thế hệ trẻ toàn là tương lai mà thôi. một cái phát biểu cũng như là rất hiếm thấy và không gặp ngạc nhiên với tính cách của ông Trump. Trong khi đó thì kính thưa quý vị, cũng một thông tin từ Hoa Kỳ, và đây là một cái chuyện mà chúng ta tưởng như là chuyện đùa, tuy nhiên nó lại xảy ra trong một cái tập đoàn rất lớn của tỷ phú Elon Musk, đó là việc mà công ty, cái mạng xã hội X của ông Elon Musk phải chuyển một cái số tiền nộp phạt trị giá là 5 triệu 200 ngàn Mỹ Kim cho một tòa án ở Brazil, sau khi mạng xã hội X này đã bị tòa án bị cấm không cho hoạt động bởi vì không tuân thủ các lệnh liên quan đến kiểm duyệt nội dung và cũng không chỉ định đại diện pháp lý tại Brazil. Trong khi đó, Brazil là một trong những cái quốc gia có cái số người hoặc là số khách trên mạng xã hội lên đến gần 22 triệu người, và đây là một cái tỷ lệ đông đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Vì vậy mà ông Elon Musk nói riêng cũng như là tập đoàn truyền thông X nói chung phải tìm mọi cách đạt được thỏa thuận với tòa án ở Brazil để X có thể mau chóng hoạt động trở lại, bằng cách là họ đồng ý đóng cái số tiền phạt 5 triệu 200 ngàn đô la. Tuy nhiên một cái điều trớ trêu là cái số tiền phạt này đã bị chuyển nhầm sang một cái tài khoản khác. Đây là một câu chuyện mà chúng ta tưởng như là chuyện đùa, tuy nhiên nó đã xảy ra sau khi hãng tin Reuters cũng đã xác nhận là họ nhìn thấy những cái số liệu hoặc là cái receipt của cái việc chuyển khoản này hoàn toàn không phải tài khoản mà tòa án tại Brazil đã chỉ định. Và điều này cũng đồng nghĩa là phía chính phủ Brazil chưa nhận được tiền, mặc dù là cái khoản hơn 5 triệu đô la này đã chuyển ra khỏi tài khoản của X, nhưng chính phủ Brazil chưa nhận tiền và vì vậy họ vẫn tiếp tục thực hiện lệnh cấm không cho phép mạng xã hội X này được hoạt động. Tuy vậy, đây cũng không phải là câu chuyện đầu tiên. Trước đó vào năm 2020 thì ngân hàng Citigroup, cũng là một trong những cái ngân hàng khá lớn tại Hoa Kỳ, cũng đã vô tình chuyển nhầm hơn 900 triệu Mỹ Kim cho các chủ nợ của công ty Revlon, là một trong những công ty mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và việc chuyển nhầm này đã khiến cho Citibank mất hơn 2 năm để kiện tụng và để thu hồi. Trong đó có 10 chủ nợ đã từ chối trả lại số tiền này với lý do họ tin rằng họ được quyền hưởng cái số tiền mà đã bị ngân hàng chuyển nhầm. Và lần này thì không biết là mạng xã hội X có lấy lại được cái số tiền 5 triệu đô la hay không, hay là cá nhân tỷ phú Elon Musk phải chi ra 5 triệu khác để mà trả cho tòa án tối cao tại Brazil để mạng xã hội này có thể nhanh chóng được hoạt động trở lại. Vâng, khoản tiền rất lớn, rất nhiều người cũng hồi hộp rồi không biết là chuyển vào tài khoản nào. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại Thái Lan thì vào ngày hôm qua diễn ra một cái hội thảo của khối ASEAN với tiêu đề là triển vọng kinh tế ASEAN 2025, sự trỗi dậy của ASEAN, một cơ hội đổi mới. Và tân nữ thủ tướng rất trẻ của Thái Lan là bà Pattern đã có một phát biểu hết sức ấn tượng, được cho thấy là việc bà mới lên cầm quyền không chỉ đem lại một làn sóng mới cho Thái Lan mà còn dường như là thổi một luồng sinh khí mới cho khối ASEAN. Khi mà cho rằng là ASEAN gồm 10 nước với tư cách là một thị trường lớn thứ 5 trên thế giới với hơn 650 triệu dân thì cũng cần mở khóa và hiện thực hóa các cái tiềm năng kinh tế của mình bằng cách là hài hòa các cái quy định về thương mại, đầu tư và thuế.
Bà cho rằng là điều này sẽ nâng cao sức hấp dẫn của khu vực đối với các nhà đầu tư, khiến cho các công ty là sẽ đổ xô đầu tư vào ASEAN. Và ngoài ra, ngoài các cái công ty được hưởng lợi thì bản thân người dân ASEAN cũng được hưởng lợi nhờ các cái khoản đầu tư hiệu quả đó. Và Thủ tướng Petong Tan cũng nhấn mạnh là vị thế của ASEAN làm khu vực ổn định, thịnh vượng và lý tưởng cho đầu tư, với vị trí chiến lược có thể hỗ trợ và giải quyết các cái cuộc xung đột toàn cầu và tính chất cởi mở giúp thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới. Điều này bà cũng dẫn chứng rằng là đang có rất nhiều các công ty lớn trên toàn cầu từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đang đầu tư đáng kể vào các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu tại các quốc gia của ASEAN như là Thái Lan, Malaysia hay là Singapore. Ngoài ra thì bà Thủ tướng mới của Thái Lan cũng nhấn mạnh là sự cần thiết phải tăng cường kết nối trong khu vực thông qua cải thiện đường bộ, đường hàng không hay là đường sắt giữa 10 nước trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển thương mại cũng như là giảm chi phí. Và hiện nay thì Thái Lan cũng đang thực hiện rất nhiều những cái dự án về tuyến đường cao tốc và sáng kiến cầu cạn nhằm nâng cao vị thế của ASEAN như một trung tâm giao thông toàn cầu. Còn về rủi ro liên quan đến khí hậu thì Thủ tướng của Thái Lan cũng kêu gọi các quốc gia ASEAN là chuẩn bị sẵn để đối phó với những thảm họa thiên nhiên có thể ngày càng khốc liệt hơn. Khi ngoài cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam vừa qua thì hiện Thái Lan cũng đang trong cảnh ngập lụt do bão gây ra. Mà theo bà Petong Tan thì các giải pháp dài hạn bao gồm là xây đập và lập rào chắn chống lũ cũng cần được lên kế hoạch và thực hiện giữa các nước ASEAN với nhau. Và kính thưa quý vị, cuối cùng là thông tin về cái cuộc chiến tại Trung Đông. Như quý vị cũng biết là cuộc chiến này nó đang nóng lên từng ngày. Tuy nhiên trong cái bối cảnh chiến tranh này vẫn có một vài quốc gia hưởng lợi bởi cái cuộc xung đột lần này, và đó là Taliban, là khi mà không phận của Afghanistan là một cái vùng cấm hoàn toàn các chuyến bay quốc tế kể từ thời điểm tháng 8 của năm 2021 khi xảy ra cuộc nội chiến và khi mà Taliban nắm chính quyền tại Afghanistan. Hầu như không có chuyến bay nào dám bay qua không phận của Afghanistan. Tuy nhiên trong cái bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông như thế này, nhiều hãng hàng không quốc tế, đặc biệt là các hãng hàng không từ châu Âu, không thể bay qua không phận của khu vực Trung Đông. Vì vậy, họ phải tìm một cái lộ trình mới. Và cái lộ trình họ chọn đó là bay qua không phận của Afghanistan, khiến cho Afghanistan thu được một khoản tiền khá lớn. Cụ thể là trong ngày 3 tây tháng 10 vừa qua đã có tổng cộng 191 chuyến bay bay ngang qua không phận của Afghanistan, và thông thường mỗi một chuyến bay khi họ bay qua không phận của quốc gia này họ phải trả một cái chi phí là $70. Và nếu tính trong một năm, Afghanistan có thể, hoặc là Taliban có thể thu về $50 triệu. Đối với một quốc gia có nguồn tài chính eo hẹp như Taliban, thí dụ như từ tháng 8 cho đến tháng 10 năm nay 2024, quốc gia này chỉ có doanh thu ở mức là khoảng 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim mà thôi. Và vì vậy cái số tiền 50 triệu thu được từ lĩnh vực hàng không hoặc là từ các chuyến bay sử dụng không phận của Afghanistan, một phần nào đó cũng giúp ít nhiều cho sinh hoạt kinh tế tại quốc gia này. Và điều này cũng có nghĩa là Taliban là quốc gia đang tính tới thời điểm này, quốc gia duy nhất hưởng lợi khi mà cuộc chiến xảy ra tại Trung Đông. Vâng, và có lẽ họ cũng nhận ra là bạo lực súng đạn gây thiệt hại rất nhiều, và nếu mà theo hướng hòa bình thì họ sẽ thu lợi nhiều về kinh tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã khép lại chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Lily và Kim Hoàng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.